một nhóm đối tượng khoảng 30 thanh niên có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ và gây mất trật tự công cộng vừa bị công an huyện Mường Trà phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh kịp thời ngăn chặn, bắt giữ. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 2, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mường Trà phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện một nhóm khoảng 30 thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô có hành vi gây rối, mất trật tự công cộng tại quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Na Sang, huyện Mường Trà. Khi bị yêu cầu dừng phương tiện, kiểm tra hành chính, các đối tượng có hành vi bỏ chạy, chống đối người thi hành công vụ. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nhóm đối tượng và phương tiện đưa về trụ sở làm việc. 9 giờ rồi cháu đi chơi xong là gặp các bạn xong là các bạn là có cả cảnh sát giao thông đấy về đấy. Xong là cháu về rồi không đổi mũ bảo hiểm chú ạ. Cháu nhảy vượt qua cái xe này không mạnh lắm mà cháu chạy tốc độ nhanh. Qua kiểm tra, nhóm thanh thiếu niên phần lớn đều chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối và mang theo cả hung khí nóng. Quá trình thì chúng tôi phát hiện các nhóm thanh niên này thì chúng tôi đã tiến hành theo dõi các cái đối tượng này và phát hiện thì là chúng tôi đã bám theo các cái đối tượng cũng như những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường. Chúng tôi cũng đã quyết định xin ý kiến lãnh đạo bắt giữ những cái đối tượng mà tham gia giao thông điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng trên đường cũng như là hò hét gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Nhóm đối tượng này đã bỏ chạy và có 4 đối tượng đã bắt được 4 đối tượng tại thời điểm dừng xe và sau đó có thêm một đối tượng nữa đã đến để khai báo về cái sự việc là các nhóm đối tượng này đã tụ tập với nhau. Điểm D khoản 5 điều 30 nghị định số 100 của chính phủ quy định giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 58 của luật giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông thì bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Trường hợp nếu để xảy ra tai nạn giao thông chết người, thì người cho mượn phương tiện bị xử lý tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 264 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Chính vì vậy, lực lượng chức năng, nhà trường và xã hội, các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến con em mình, nhắc nhở các con chấp hành nghiêm luật giao thông, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Và hơn hết, mỗi thanh thiếu niên hãy vì sự an toàn và trân trọng tính mạng của mình mà nghiêm túc chấp hành luật giao thông để đường về nhà mỗi ngày đều bình an.